thiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại phố nối Hưng Yên. Ngày hôm nay thì sang vườn của anh Sĩ Bảo Công để tham dự một cái chương trình cũng ngoài lề thôi, nhưng mà nhân tiện này thì cũng chia sẻ quý vị và các bạn một chút cái hình ảnh, cái sự kiện và một số cái cây cũng rất là tâm đắc, rất là quý của anh Sĩ. Bây giờ thì cây cũng đang nuôi, đặc biệt là mùa hè thì đa phần là anh em sẽ nuôi để cho nó phát triển. Ở thời điểm này, mùa này thì cây phát triển rất mạnh bởi vì có nắng, có gió, có mưa tự nhiên. Và hai nữa là mùa này thì nuôi để cho nó đỡ bị cháy. Để hết cái mùa mưa thì sẽ tiến hành thực hiện cái việc mà tạo tác. Thì đây quý vị các bạn có thể xem qua, thì đây là cái chương trình sự kiện của gia đình đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng đi ngắm cây để xem là cái thời điểm này thì anh Sĩ thì còn bao nhiêu cây và cây thì chất lượng như thế nào. Thì có lẽ là sẽ hơi khó nhìn một chút thôi, nhưng mà cũng vẫn có thể nhìn được. Tôi sẽ hỗ trợ quý vị các bạn để ngắm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm một cái phôi khá là lùn nhưng mà lại rất là tiềm năng. Vai bộ phận nào này nó mỏng nát, rất là nhiều các cái vai rất đẹp. Nhất là cái quần đấy, quần dễ chịu. Anh Sĩ thì cũng khá là thành công với một số các cái tác phẩm, đặc biệt ở trong không gian này. Và một lát nữa thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng. Cái cây này là nó đẹp các mặt, mà đặc biệt là cái mặt này nhìn nó cũng rất là gấu. Mặt này thì nó lại còn trơ hơn, nên là sang mặt này ngắm thì nó sẽ rõ ràng hơn, có đường nét. Phôi lùn già, nhiều đầu, nhiều vai. Thì đây là một trong những cái dạng phôi mà trong một số cái giai đoạn những năm vừa qua được ưa chuộng. Từ cái giá trị thì chắc cái phôi này cũng là cái phôi mắc tiền chứ không phải là rẻ tiền đâu. Đấy, rất đẹp luôn. Ở đây thì có những cái phôi còn đang xử lý, đang nuôi. Ở nguyên bản nó chắc là một cái cây tám tầng chuyển hóa thôi. Đây là cái phôi này cũng già. Thông thường những cái cây này thì là sẽ được xử lý chặt tương đối là kỹ và bắt đầu tiến hành nuôi. Thì có thể trước đây là phần dưới nó chưa được đẹp và cắt tụt xuống, thì sau đó bây giờ đang tiến hành nuôi để dẫn lại cái toàn bộ hệ thống rễ mới. Nguyên bản thì cây này là một cây rất già và đang nuôi theo cái đó là cái thế trực hoành. Ở đây chúng ta cũng được nhìn thấy một cái cây tương đối hoàn thiện và cái độ già của nó thì quý vị các bạn nhìn nó trắng mốc, trắng meo. Ở trên cây này thì có những cái nhát phẫu thuật xử lý nó cực kỳ là mạnh tay, nó gập thân. Có lẽ là ngày xưa cái đoạn này nó tương đối là thẳng. Và thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng hay sử dụng trong cái thủ thuật tạo tác. Cây rất già và đặc biệt là cái này có cái điểm nhấn, cái bệ cực đẹp luôn, khá hay. Mỗi một ngày cái niềm vui của chúng ta là được ngắm một cái cây mới, có thể nó là phôi hay là hoàn thiện thì cũng đều là những điều rất là thú vị. Chỗ này thì cái phôi này nó tương đối là rậm và đang nuôi rất khỏe, một số vị trí thì cũng đang đóng ghép. Và sang bên này thì chúng ta sẽ có một vài cái cây tương đối là hoàn thiện, đang được định hướng và là những cái cây khá là quý. Định nghĩa thế nào là quý thì tôi cũng đã nói rất là nhiều lần, là đối với lại mỗi cái chủ nhân thì cây nào cũng với họ cũng là quý. Còn khái niệm đối với chúng ta thì lại tôn trọng cái giá trị của mỗi cái chủ nhân, người ta được sở hữu mỗi cái tác phẩm đó hay là mỗi cái cây đó, nó đều là cái giá trị rất đáng quý. Thì có người sẽ nói rằng là quý nó phải thế nào mới là quý. Thực ra là cái câu chuyện là đánh giá cái quý thì là theo cấp độ của mỗi người.
Người có ít tiền thì đối với họ cây vài chục triệu là quý. Người vừa vừa thì cây một vài trăm triệu mới là cây quý. Người khá, cái người có điều kiện kinh tế thì cây 1-2 tỷ trở lên mới là cây quý. Đấy, cái cấp độ mà cảm thụ hay là cho rằng cái giá trị nó quý như thế nào thì đúng là cũng theo từng người. Nhưng mà đây thì đúng là nó có hai cái cây rất là quý. Nghe nói thì cây này nó là Nam Tà Bắc Đồng, thì cấu tạo nó một cây trực hoành, hai cây bay hai hướng. Những cái cây này là cây rất là tâm huyết và được anh sĩ được tạo tác tương đối là kỹ. Những cái cây của anh sĩ thì có một cái điểm mạnh rất là lớn, đó là cái phương pháp tạo răm. Cái hệ thống răm của anh sĩ nó rất là mạch lạc. Trong mỗi một cái chi tiết này, một cái chi này thì anh sẽ lấy ra ba hướng, và sau đó nó ba hướng nó phát triển tiếp, và nó cũng khá là tự nhiên. Tuy nhiên là cái đặc điểm đối với là một cái cây mà làm được cái kiểu răm mà tàn tự nhiên theo cái cách đó thì nó cũng có cái dở là khi mà nó lên lá như này, lên lá như này là nó sẽ bị mất form, nó không còn rõ được cái bông. Đó, nó không rõ ra cái bông. Chỉ có khi cắt ra trơ răm nữa thì nhìn bộ dàn răm nó rất đẹp. Nhưng mà nếu có tin lá là nó rất khó nhìn. Nên là cái mà chúng ta thấy rằng là cái phương pháp nếu mà để chúng ta chơi răm mà tự nhiên thì thường thường cái cây để lá nó sẽ bị rối. Nhưng mà cắt răm ra thì mới thấy là cái sự mạch lạc của mỗi một cái đường răm nó chạy rất là đẹp. Là một trong những cái cây mà có cái giá trị cũng khá là cao. Và hiện nay thì anh sĩ chỉ còn một vài cái cây xuất sắc, trong đó có hai cây này, bên này còn một cái cây năm thân nữa. Cây này thì có những cái đường thân chạy thực sự là rất dị. Về cái tỷ lệ thì cái bóng ngang này khá là rộng, chiều cao thì lại tương đối là thấp, nhưng mà đường chạy của nó thì chấm hết, quá đẹp, mềm mại. Trong một cái bố cục không gian rất là nhỏ nhưng mà các cái đường thân nó chạy mạch lạc, mềm mại, thì cũng là một điều trong cái kỹ thuật sắp đặt bố cục và dựng điều chỉnh cái đường thân cũng là cái khó. Đây là một trong những cái mà chúng ta cũng có thể tham khảo để học. Tất nhiên là mỗi cây thì nó sẽ có một cái giá trị riêng, và nó có cái gọi là cái cốt, chúng ta hay gọi nó là cái cốt. Giá trị cái cốt nó đẹp như nào thì do cái nền tảng ban đầu của nó. Thì sau này thì có thể có sự tác động để mà điều chỉnh, uốn nắn, o ép, co kéo làm sao mà nó vào đúng cái vị trí. Đấy, đây là một cái cây cũng khá là đẹp, mà một cây rất là tâm huyết, thuộc hàng những cái cây quý nhất trong vườn này. Đấy, bây giờ quý vị có thể nhìn thấy là cây rất già. Già thì thể hiện rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cây nó đã lên cái lớp tem rất là đẹp. Thứ hai là cái độ sụn xịn và độ chai lì của cây, nó chảy, nhũn. Khi nhìn vào là chúng ta nhìn thấy luôn được cái dấu ấn của thời gian. Cây này thì được làm bóng cũng khá là đặc biệt. Thì chỗ này thì đang sợ cháy chỗ này, thì sau này chắc phải có một cái bông ở đây. Nên là cái cách điều tiết bông thì về nguyên tắc nó vẫn phải là làm sao che đậy cho cây nó khỏi cháy. Đấy là với cây nào cũng như vậy. Và tất nhiên sẽ có một cái số cây mà nó không cần phải che chắn mà nó cũng không thể cháy được. Nên cái đấy là cũng đòi hỏi kinh nghiệm của mỗi người. Và có nhiều người đã có cả phương pháp xử lý để cho cây nó khỏi cháy luôn. Khá là đặc biệt. Trong kỹ thuật thì nó rất là nhiều thủ pháp. Dãy này thì cũng khá là nhiều cây hay. Tuy nhiên bây giờ nó quá rậm, khó mà có thể quan sát thấy được.
cây khá hay. Đây cũng là một trong những cây mà tôi cũng có cái sự tác động, thế là đã từng đục mất đi một thân. Đấy, nhưng mà khi về anh sĩ thì anh lại chuyển vát vật nghiêng luôn. Phải nói là cũng những cái sự quyết định táo bạo. Ở đây có một cái cây mà nó rất già. Nhưng mà nó là một cái phôi đang nuôi khá rậm, khó nhìn quá. Nói chung là trong vườn này cũng còn khá khá đồ quý, đồ tiềm năng. Đấy, một cái cây gọi là huyền cũng đúng mà hoành cũng đúng. Nó cũng đang vừa đảo xuống nhưng mà nó lại ngóc lên. Đây có một cây nó cũng quang quật, thân nó khá là lực, nhiều hướng, các vai khá đẹp. Chờ thời gian, những cây này thì phải cắt ra nó mới nhìn rõ được. Bên này thì còn một vài cây nữa. Ở đây có một cái cốt xi khá hay này, già kinh khủng. Đấy, đường nét rất đẹp mà cái lá nó mọc này thì làm sao nhìn thấy gì. Rất là đẹp, rất là chất lượng, rất là tiềm năng, già kinh khủng. Ở đây nó còn duy nhất một cái cây mà nó trơ trơ ra này, dễ nhìn hơn, mời cả nhà ngắm thêm. Và trong này cũng có một cái cây trực khá là quý. Ở trước đây thì của anh Sử Ba Thá cũng bán cho anh Cường của Loa, và sau này thì anh Sĩ giao lưu. Cây này cũng quá khá là quăng. Mặt này không phải là mặt tiền, mặt này mới là mặt tiền. Nhưng về mặt bố cục không biết là sắp xếp như nào, bởi vì là nếu mà mặt tiền đây thì nó đang vướng cái thân này. Có lẽ sau này thì sẽ phải đặt lại cái vị trí rồi. Đấy, cái cây cũng khá là đặc biệt. Đây thì cây mà tôi vừa nói đó chính là cây trực này, là một trong những cái cây mà nó rất là quý. Cái giá trị kinh tế cũng không hề nhỏ. Trước đây tôi nhìn thấy cây này cũng là một cây rất già rồi. Sau này là giao lưu đi giao lưu lại, có lẽ là bây giờ nó lên khá là nhiều tiền, mà kinh tế thì chúng ta không nhắc đến. Và như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng được ngắm qua, và chúng ta có thể thấy là trong vườn anh Sĩ còn tương đối là nhiều đồ. Nhân cái buổi ngày hôm nay đến đây giao lưu thì cũng chia sẻ một chút hình ảnh vườn anh Sĩ. Nó đang trong cái giai đoạn nuôi, nó khá là rậm, thì không thể ghi hình cho quý vị các bạn xem chi tiết được. Thì cảm ơn đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Phó phòng Nguyễn Hương Thảo ạ.